Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày mùng 9 tháng 10. À, thứ sáu tuần trước là một tuần mà chúng ta nhận thấy rằng là một phiên biến động mà hết sức là gây bất ngờ đối với thị trường và có phần khó hiểu. Đó là cái dữ liệu việc làm của tháng á tháng 9 vừa mới được công bố mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của thị trường. À, chúng ta nhận thấy rằng nó là thị trường dự đoán chỉ tạo ra 171.000 việc làm nhưng thực tế thì có lên đến tận 336.000 việc làm. À, song song với đó thì dữ liệu của cái tháng tháng 8 cũng được cái sự điều chỉnh. Đó là 178.000 việc làm thì đã được hiệu chỉnh lên mức cao hơn 227.000 việc làm. Nhưng tuy nhiên thật là bất ngờ khi mà chúng ta nhận thấy rằng đó là gì ạ? À, sau khi mà cái dữ liệu vừa làm được công bố đồng đô la Mỹ có sự bật tăng nhưng sau đó khoảng chừng đâu đó khoảng chừng một tiếng thôi khoảng chừng 30 phút thôi chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ đồng đô la mỹ lại quay trở lại cái đà sụt giảm rất là mạnh mẽ và thậm chí cũng giảm nhiều hơn so với cái mức tăng giá trước đó thì uh, liên quan đến cái vận động của phiên thứ sáu tuần trước ấy, chúng ta biết rằng nó là gì ạ mặc dù là cái con số việc làm có cái sự tăng trưởng mạnh hơn rất là nhiều so với dự đoán, thế nhưng cái mà thị trường tập trung nhiều hơn và sau khi cái dữ liệu được công bố ấy, chính là cái con số uh, bình quân thu nhập theo giờ, thì mọi người có thể nhận thấy rằng ở đây đó là gì ạ? Thực tế thì cái dữ liệu mà cái thu nhập bình quân theo giờ ấy, một cái trong những cái thước đo phản ánh cái mức độ tương đối là sát với lại cái kỳ vọng, cái khả năng chi tiêu dùng cá nhân trong cái nền kinh tế ấy, thì chúng ta nhận thấy rằng đó là gì ạ? À, chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ này trên cái uh, một cái hình ảnh của cái return mà mình có lưu lại đây nha chúng ta nhận thấy rằng là uh, cái tốc độ sụt giảm của nó thực ra là đến từ cuối năm 2000 2022 á thì từ giữa 2022 á thì cái mức thu nhập bình quân, cái mức lương tính theo giờ liên tục có cái sự sụt giảm và chính vì cái điều này người ta tập trung vào cái con số này nhiều hơn để dự đoán rằng là có thể Fed sẽ không có thêm cái lần tăng lãi suất tiếp theo nữa. Điều này được thể hiện qua cái công cụ đó là Fed Watch uh, trên cái CME. Chúng ta nhận thấy rằng đó là gì? ạ Trước đó thì thị trường nghĩ rằng đó là cái kỳ họp vào trong cái tháng 11 có cái đến 27% cái khả năng Fed có thể sẽ tăng lãi suất. Thế nhưng thực tế sau cái báo cáo non farm thì chúng ta lại nhận thấy rằng nó là gì ạ? Chỉ còn có 13,7% cái khả năng về việc Fed có thể nâng lãi suất mà thôi. Và gần như toàn bộ hầu hết thị trường dự đoán rằng là nó là gì ạ? Ở cái xác suất 86,3% đó là Fed có thể sẽ không tăng lãi suất nữa. Và điều này thì càng dấy lên cái khả năng đó là gì ạ cái kịch bản đó là cái đỉnh lãi suất có thể sẽ đạt ở cái mức đó là 5,5 phần rồi không tăng thêm nữa không tăng thêm nữa và điều đó thì đã làm suy yếu trở lại cái đồng đô la Mỹ chúng ta thấy rằng đồng đô la Mỹ bị bán rất là mạnh sau khi mà thị trường tập trung vào cái con số Uh, average hourly earning tức là cái mức thu nhập bình quân theo giờ và các cái đồng tiền G7 uh, dựa trên cái dữ liệu việc làm, kinh tế, cái dữ liệu việc làm rất là mạnh mẽ, con số 336.000 việc làm như này á, kèm theo nó là gì ạ? Là lương thì lại không có tăng, đúng không ạ? Như vậy nghĩa là gì ạ? Kinh tế đang đi theo một cái chiều hướng rất là tốt nó là lạm phát thì vẫn có cái dấu hiệu cái xu hướng cái tiếp tục giảm xuống và đó chính là cái mục tiêu của Fed nhưng kinh tế thì vẫn tiếp tục là mạnh mẽ đây là một trong những cái tâm lý mà chúng ta nhận thấy rằng là rất là khó có thể tin được trong cái bối cảnh mà Fed đã tăng lãi suất lên đến 5,5% đúng không ạ nhưng tuy nhiên đó chính là những cái gì thực tế mà nền kinh tế Hoa Kỳ đang thể hiện và điều này á, thì đã thúc đẩy dòng tiền rời khỏi đồng đô la Mỹ và chạy vào các cái loại tài sản mang cái tính rủi ro cao hơn điều đó đã làm thúc đẩy cho chỉ số chứng khoán S&P 500 có cái sự tăng trưởng và các cái đồng đồng tiền G7 cũng có cái sự tăng trưởng bứt phá chúng ta nhận thấy rằng là gì một loạt các cái đồng tiền G7 đều có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ so với đồng đô la Mỹ thí dụ như là euro thí dụ như là bảng Anh hay là các cái đồng tiền hàng hóa đúng không ạ thì theo đánh giá cá nhân của mình tôi cho rằng đó là sau cái dữ liệu năn farm này niềm tin của cái thị trường vào kinh tế có thể sẽ tốt hơn rất là nhiều so với lại trước đây đó là theo cái chiều hướng lạm phát sẽ vẫn còn tiếp tục giảm nhưng kinh tế thì vẫn còn mạnh mẽ điều này có thể sẽ thúc đẩy dòng tiền chạy vào các cái loại tài sản rủi ro nhưng mà tuy nhiên có một điểm mà chúng ta cần lưu ý rằng đó là gì ạ có thể cái hiện tượng đó cũng là cái, cái hiện tượng ngoài thứ sáu ấy có thể cũng là cái hiện tượng gọi là uh, stop hunting tức là cái hiện tượng uh, uh, săn bị thanh khoản tại cái thời điểm tin tức được công bố. Tại vì sao thì chúng ta nhìn vào một loạt các cái vận động của các cái đồng tiền g7 thì sẽ nhận thấy rằng nó giá đều quét qua cái uh, vùng thanh khoản trên các cái time frame uh, h1 tức là quét qua cái vùng giá vùng hỗ trợ thấp nhất. Sau đó thì điều chỉnh giảm. Thí dụ như aud ở đây đúng không ạ? Giá xuyên thủng cái vùng hỗ trợ 0.6330. Còn euro USD cũng tương tự như vậy, xuyên thủng cái vùng hỗ trợ 1.05 và sau đó thì pullback phục hồi. Điều này làm dấy lên cái kỳ vọng nó gì ạ? Cái 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 khả năng về cái việc uh, các cái nhà tạo lập thị trường đã lợi dụng cái tin tức nan pha vào thứ sáu để đưa ra cái hiện tượng stop hunting tức là bẫy thanh khoản từ đây trước khi mà giá bật tăng lên lên. Điều đó có thể củng cố cho cái kịch bản các cái đồng tiền G7 sẽ còn tiếp tục có cái sự phục hồi đi lên cao hơn nữa trong cái bối cảnh tại vì một cái thời kỳ dài trước đó thị trường trả giá định giá cho cái kịch bản đó là phép giữ lãi suất trong thời gian cao hơn lâu hơn rất là lâu rồi đúng không ạ và sau khi những một loạt những cái tin tức rất là tốt của kinh tế hoa kỳ thì đó chính là cái thời điểm mà họ có thể sẽ uh, gọi là chốt lời hoặc là sử dụng cái những cái tin tức tốt đó để làm gì để bẫy thanh khoản thu được nhiều cái khối lượng để bán được nhiều thoát được vị thế nhiều của cái đồng đô la mỹ chúng ta nhận thấy trước đó ấy, là báo cáo job opening cũng rất là tốt và thị trường cũng lợi dụng cái tin tức đó spy up đi lên sau đó drop down đi xuống đúng không ạ nand farm vừa rồi cũng tương tự như vậy rất là tốt và đồng đô la mỹ và Spy up đi lên rất là mạnh nhưng sau đó thì drop down đi xuống khi mà diễn biến giá đi ngược chiều với lại những cái tin tức cơ bản như thế này á, thì có thể thông thường sẽ thường sẽ có những cái tin tức cơ bản lớn hơn xuất hiện về sau đúng không ạ lớn hơn xuất hiện về sau và trước mắt thì có thể chúng ta rất là khó giải thích để cho cái vận động giá này ngoại trừ cái việc dựa, dựa trên cái dữ liệu về cái dữ liệu về thu nhập đúng không ạ nhưng nếu như À, theo cái kinh nghiệm của mình á, thì khi mà diễn biến giá tức là giá cứ lờ tảng những cái thông tin cơ bản như vậy và đi theo cái hướng ngược lại với cái dữ liệu cơ bản á, thì thông thường sẽ có những cái tin tức lớn hơn xuất hiện trong tương lai và theo cái chiều hướng thật sự phù hợp hay là ăn khớp với lại cái thông tin về cái việc đồng đô đồ la mỹ tiếp tục đi xuống như này theo đánh giá cá nhân của mình thì có thể các cái đồng tiền G7 sẽ còn tiếp tục chỉ theo cái chiều hướng đi lên mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ trong những cái phiên trading tiếp theo này. Trước mắt có thể sẽ là cái động thái chốt lời của đồng đô la Mỹ và trong bối cảnh đó thì chúng ta có thể sẽ ưu tiên các cái cơ hội uh, tiếp tục mua lên các cái đồng tiền G7 nha chúng ta nhận thấy sáng ngày hôm nay á thì các cái đồng tiền cơ bảy đều đang tạo ra một cái khoảng cách khoảng một cái khoảng trống giá và theo đánh giá cá nhân của mình thì trước mắt có thể nó sẽ ngày hôm nay nó sẽ phình lấp đầy cái khoảng trống giá này chúng ta biết rằng hôm nay á thì thị trường Mỹ cũng như là thị trường Canada sẽ đóng cửa nghỉ lễ thành ra là có thể và cả thị trường Nhật nữa, có thể sẽ thị trường sẽ không uh, biến động quá là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì với cái việc sáng sớm ngày hôm nay tất cả các cái đồng tiền thứ bảy để tạo ra cái khoảng trống giá thì có thể uh, chúng ta sẽ chứng kiến cái sự kiện đó là uh, the gap tức là cái hiện tượng phân tích kỹ thuật uh, the gap lấp đầy cái khoảng trống giá này trước khi uh, có thể sẽ có những cái vận động giá khác hơn. Chúng ta chưa cập nhật rằng là giá sẽ tiếp tục đi lên hay đi xuống. Nhưng trước mắt thì sẽ có cái sự kiện đó là lấp đầy cái khoảng trống giá này nha. Uh, GBP USD cũng tương tự như vậy Chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ Sau khi bị giảm rất là nhiều thì đồng bảng Anh uh, Bác quay trở lại cái xu hướng phục hồi đi lên rất là mạnh Và cái sự kiện của ngày thứ sáu Cũng uh, giống như là các cái đồng tiền khác Có cái hiện tượng new stop uh, hunting đúng không ạ Tức là sử dụng cái tin tức cơ bản đó Để uh, vượt quá được cái mức hỗ trợ của cái phiên giao dịch trước đó trước khi mà bật tăng trở lại. Sáng ngày hôm nay á, thì cũng tạo ra một cái khoảng trống giá và theo đánh giá cá nhân của mình thì đồng bảng cũng có thể sẽ phải lấp đầy cái khoảng trống giá này trước khi có những cái cập nhật giá khác hơn. USD/GBN thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng là vận động có vẻ như là ít hơn. Mặc dù rằng là vào cái ngày thứ sáu. Mặc dù vào ngày thứ sáu đồng đô la Mỹ suy yếu so với hầu hết tất cả các đồng tiền G7 Nhưng tuy nhiên thì vẫn mạnh hơn so với Yên Chúng ta nhận thấy rằng nó mạnh hơn so với Yên Củng cố cho cái lập luận rằng là dòng tiền đang rời khỏi các cái lớp tài sản trú ẩn Để quay trở lại vào lớp các cái tài sản rủi ro Chúng ta nhận thấy rằng là ở trong cái bối cảnh đồng Yên thì suy yếu Chứng khoán thì tăng mạnh Rõ ràng là nó là gì ạ? Dòng tiền đang có một cái xu hướng đó là chạy khỏi Uh, những cái loại tài sản giống như là những loại tài sản uh, như là đồng yên đúng không ạ? Thì theo đánh giá cá nhân của mình thì mình vẫn bảo lưu cái kịch bản đó là USD gpn có thể sẽ còn tiếp tục có những cái vận động đi lên. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng cần chú ý cái mức mùa nghìn ở uh, cái mốc uh, 150 tại vì đây là cái vùng mà uh, trong cái ngày mùng 3 tháng 10 vừa rồi á, ngân hàng trung ương đã có cái sự kiện can thiệp tỷ giá. Tất nhiên họ không có thừa nhận cái động thái này nhưng nhìn động thái giá thì chúng ta có thể dự đoán đây chính là cái động thái can thiệp tỷ giá của họ. Thì theo đánh giá cá nhân của mình, USD JPY có thể sẽ không đi đâu quá xa khỏi cái mức 149 150 này. Lý do là đồng đô la Mỹ cũng có thể sẽ có sự suy yếu nhưng đồng yên cũng là một đồng tiền không mạnh trong cái bối cảnh cái chênh lệch lãi suất của đô và yên vẫn còn rất là nhờ lớn nha. Thì có thể những cái ngày tới, đặc biệt là ngày hôm nay thì sẽ không có nhiều vận động đâu tại vì cả Yên Nhật và cả Cả Mỹ đều đóng cửa nghỉ lễ thì có thể sẽ là tiếp tục những cái động thái sideways loanh quanh vùng 149 uh, 5 149 150 này nha. ba uh, đồng tiền hàng hóa cũng đang tạo ra những cái khoảng trống giá rất là lớn trong cái uh, xin lỗi hai đồng tiền hàng hóa AUD cùng NZD cũng đang tạo ra cái khoảng trống giá rất là lớn trong cái sáng ngày hôm nay. Thì theo đánh giá cá nhân của mình thì uh, có thể các cái đồng tiền này sẽ có thêm những cái uh, ngày phục hồi trong cái bối cảnh đồng đô la Mỹ uh, có sự điều chỉnh đi xuống. Nhưng trước mắt ngày hôm nay thì uh, có thể nó không đi đâu quá xa mà chỉ lấp đầy cái khoảng trống giá uh, mà tạo ra sáng ngày hôm nay thôi. NZD USD có thể sẽ tăng lên đến vùng 0.6 là uh, filling the gap để lấp đầy cái khoảng trống giá trên cái biểu đồ H1 này nha. AUD cũng tương tự như vậy, có thể sẽ lấp đầy cái khoảng trống giá tăng trở lại cái vùng 0.64 này trước khi có những cái cập nhật giá xa hơn. Uh, USD CAD thì chúng ta biết rằng nó là gì ạ? giá tiếp tục theo cái chiều hướng đi xuống trong cái bối cảnh đồng đô đồ la mỹ có cái sự suy yếu chúng ta biết rằng nó là vào cái ngày thứ sáu thì dầu giàu... Uh, không có vận động nhiều chúng ta biết rằng sáng ngày thứ sáu uh, xin lỗi và nguyên cả ngày thứ sáu thì dầu chỉ chết đinh sideways và thôi và theo cái chiều hướng là đi xuống chúng ta biết rằng tuần vừa rồi ấy là tuần giảm giá mạnh nhất trong cái bối cảnh nga có cái sự điều chỉnh về cái việc cắt giảm sản lượng của mình thì dầu đã có cái sự điều chỉnh đi xuống nhưng tuy nhiên sáng ngày hôm nay chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? lại tiếp tục tạo ra một cái khoảng trống giá rất là lớn trong cái bối cảnh đó là cái niềm tin của thị trường rằng kinh tế mỹ hay là kinh tế hoa kỳ sẽ rất là mạnh mẽ bất chấp cái việc đó là phép tăng lãi suất như vậy đẩy cái nhu cầu dầu lên cao và chúng ta biết rằng tạo ra một cái khoảng trống giá rất là lớn thì theo đánh giá cá nhân của mình về cơ bản dầu có thể vẫn sẽ còn tiếp tục theo cái chiều hướng đi lên sáng ngày hôm nay thì tạo ra khoảng trống giá lớn như thế này thành ra chúng ta có kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống giá này trước khi quay trở lại cái xu hướng phục hồi và trong cái bối cảnh đó thì USD CAD cái hướng đi chính có thể vẫn sẽ theo cái chiều hướng sẽ còn tiếp tục đi xuống trong cái bối cảnh đồng đô la Mỹ có thể sẽ tiếp tục uh, củng cố cái đà đi xuống trong những ngày ngày tới đây ở thị trường vàng thì đã có cái sự tăng giá rất là mạnh mẽ. Chúng ta biết rằng là thật sự chúng ta đã rất là đúng trong cái việc nhận định về cái khả năng phục hồi của vàng từ cái vùng hỗ trợ 1810 1815 đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy rằng là sau những cái một vài cái phiên trading sideways 1 2 3 4 gọi là ba phiên trading sideways đúng không ạ? Thì vào cái ngày thứ 6 vàng đã thật sự có cái cú tăng trở lại và cũng có cái hiện tượng stop hunting new stop hunting giống như là các cái đồng tiền G7. Tức là nó đã thật sự là xuyên thủng cái vùng hỗ trợ 1815 đúng không ạ? Sau đó thì phục hồi. À, thứ sáu thì mình có gửi đi một cái tín hiệu mua lên cũng không quá là sớm mà loanh quanh vùng 1818 1819 thì cho đến sáng ngày hôm nay ấy, tiếp tục vàng có cái sự tăng giá củng cố. Thì chúng ta nhận thấy rằng là gì? Sau một cái thời kỳ giảm giá rất là mạnh sau khi đụng đến cái vùng hỗ trợ 1815 thì vàng đang có những cái sự phục hồi tiếp theo thì theo đánh giá cá nhân của mình cái áp lực của thị trường vàng là vẫn còn nhưng tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì có thể vàng sẽ có thêm những cái phiên phục hồi đạt đến cái vùng uh, 1900 đô la một ounce trước khi mà có thể giảm trở lại lý do là tại vì lợi tức trái phiếu của Hoa Kỳ vẫn đang trong một cái xu hướng tăng trưởng rất là mạnh mẽ và điều này sẽ vẫn là cái động lực chi phối chính đối với thị trường vàng nha nhưng tuy nhiên thì uh, đứng trước cái sự điều chỉnh của đồng đô la Mỹ thì vàng có thể sẽ có thêm những cái sự phục hồi và điều đó thì cũng phù hợp với lại cái cái nhận định kỹ thuật mà chúng ta có trên cái biểu đồ daily là cái biểu đồ chuẩn của thị trường vàng ở tại đây nha. Chỉ số chứng khoán S&P 500 thì vào ngày thứ sáu đã có sự tăng trưởng bứt phá. Nhưng tuy nhiên sáng ngày hôm nay thì đã giảm trở lại và tạo ra một cái khoảng trống giá khá là lớn. Thì theo đánh giá cá nhân của mình chúng ta biết rằng đó là gì ạ? S&P 500 thật sự đã rớt về được cái vùng hỗ trợ đúng không ạ? Một cái vùng hỗ trợ phía bên dưới xem xem gần được đến cái vùng hỗ trợ 4.200 điểm đúng không ạ thì sáng ngày hôm nay tạo ra một cái khoảng trống giá với việc thị trường Mỹ hôm nay ngày hôm nay đóng cửa cùng với Nhật cũng như là Canada thì rất có thể uh, chỉ số S&P 500 này sẽ lấp đầy cái khoảng trống giá này trước khi mà có những cái vận động giá khác hơn thì uh, hôm nay chúng ta có thể sẽ uh, ưu tiên cái cơ hội uh, mua lên và cái vùng Tha kít thoát ra là cái vùng 4.300 điểm phía bên trên này nha Ở trên đây nó bản tin